Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 5 để giúp cho chúng ta tìm ra được công thức phân tử của nó, đó chính là toluen, cũng như là viết cái phương trình hóa học của nó giữa hydro, brom và HNO3 axit nitrit không nào. Trong clip hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn em ở cái bài số 6, bài số 7 em nhé. Tại vì trong phần bài tập này thì rất là nhiều bài và nó khá là dài nên không thể nào quay trong một clip được, chúng ta thông cảm nha. Ok, cái đề bài như sau em. Đánh dấu cộng vào cặp ô vào ô cặp chất có phản ứng với nhau theo mẫu sau. Nghĩa là những cái cặp nào á mà nó phản ứng với nhau thì chúng ta sẽ đánh dấu cộng, mà nó không có phản ứng thì chúng ta để trống. Thì lấy ví dụ ở đây người ta đã ví dụ hydro này, chúng ta làm một dãy hàng dọc hàng ngang này trước, hàng ngang trước nha, được không? Bây giờ hydro xúc tác ở đây là niken, benzen chắc chắn có phản ứng, hexen chắc chắn phản ứng, toluen có không? Có, chắc chắn. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ đánh dấu cộng. Ethylene thì chắc chắn 100% là có rồi. Riêng cái anken thì có liên kết đôi thì chắc chắn nó sẽ có phản ứng cộng với lại hydro để mà sản phẩm tạo thành là ankan, nghĩa là nó phá vỡ cái liên kết đôi ra để tạo thành liên kết đơn, để tạo thành là ankan, hiểu chưa nào? Tiếp tục em. Brom thì benzen có phản ứng không? Ở điều kiện bình thường không. Hexen đây thuộc anken thì chắc chắn sẽ có phản ứng với brom. Nó phản ứng giống như kiểu hydro. Toluene cũng không. Ethylene có. Tiếp tục, brom mà có sắt đun nóng thì benzen có không? Có, chắc chắn. Đều thành C6H5Brom cộng với H brom. Ok. Hexen có không? Không. Toluen có không? Có. Nó gần như tương tự với benzen thôi. Giữa toluen và benzen gần như tương tự, nó chỉ khác nhau ở chỗ là khi phản ứng với thuốc tím á, KNO4 đun nóng thì anh này có phản ứng và anh này không này. Vậy thôi. Ethylene cũng không. Đây. Dung dịch KNO4 đun nóng thì thầy vừa mới nói thì benzen không có này, hexen cũng không có. Từ từ này. Có. Riêng cái anh liên kết đôi thì có, đúng không nào? Có này, có, và anh đây cũng có. Ok. H-brom thì benzen có không? Không. Có không? Chắc chắn là có, tại vì nó có liên kết đôi đó nè. Có. Toluen có không? Có, và anh đây cũng có, được chưa? Đối với nước xúc tác ở đây là H cộng thì benzen có không? Không. Hexen có không? Có. Toluen có không? Không. Ethylene có không? Có. Ok. Ví dụ ethylene thì em thấy phản ứng với nước tạo thành rượu ethylit á, C2H5OH. Được chưa nào? Như vậy thì vừa rồi thầy đã hoàn thành xong cho em ở cái bài số 6. Những cái cặp chất nào mà có phản ứng với nhau thì thầy đã đánh dấu cộng. Còn lại nó không phản ứng thì người ta để trống. Vậy hiểu chưa nào? Ta sẽ đi sang cái bài số 7 em nha. Rồi chúng ta đi sang bài số 7 em nhé. Cái đề bài như sau. Cho benzen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H24 đặc để điều chế nitrobenzen. Tính khối lượng của nitrobenzen thu được khi dùng 1 tấn benzen với hiệu suất phản ứng ta chỉ là 78,0% thôi, nghĩa là 78%. Như vậy thì để tính được cái khối lượng của nitrobenzen này, bước đầu tiên ta sẽ viết thành cái phương trình phản ứng ra. Với nitrobenzen đó chính là C6H5NO2. Như vậy thì để tính được cái anh nitrobenzen này thì chúng ta phải dựa vào anh nào? Ta sẽ dựa vào cái số mol của anh benzen. Các em hiểu nào? Nhưng mà ở đây người ta cho hiệu suất phản ứng chỉ là 78% thôi. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tính cho thầy cái khối lượng thực tế mà cái anh benzen tham gia phản ứng bằng cách lấy 1 tấn này nhân cho 78%, nghĩa là ra được 0,78 tấn của anh benzen. Kem ghi thầy ở đây là vì cái hiệu suất phản ứng nó chỉ bằng 78%, nên ta suy ra cái khối lượng C6H6 là benzen nha, tham gia phản ứng là như vậy thì chúng ta có khối lượng của C6H6 sẽ bằng là 1 tấn
có đúng không? 1 tấn nhân cho gì? 78 chia cho 100 thì sẽ bằng 0,78 đơn vị, đây là tấn. Được chưa nào? Đó. Ok. Khi đó chúng ta sẽ viết thành phương trình ra. Phương trình phản ứng giữa cái anh benzen và anh HNO3 C6H6 cộng HNO3. Ở đây có chất xúc tác là 4 đặc nhiệt độ thì tạo thành C6H5NO2 cộng với gì? Cộng với nước. Có đúng không nào? Ok. Rồi. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy trên phương trình phản ứng ta làm luôn nha. Như vậy ở đây là cái khối lượng mol của nó là 78 tấn. Như vậy là đây là 78 này. 78 thì anh đây coi thử bao nhiêu này. Hay nói khác chúng ta tính số mol cũng được, mà chúng ta tính trên phương trình như này cũng được này. C6 là 12 nhân 6 cộng 5 cộng nitơ là 14 cộng oxy 16 nhân 2. Cái đúng không nào? Tính lại 12 nhân cho mấy? Nhân 6 này cộng 5 cộng 14 cộng 16 nhân 2 mà sao này cứ bằng 15 ấy. 123 chứ, đúng không? Ở đây là gam. Thì đây 123 gam. Như vậy đây là 0,78 tấn. Thì chúng ta suy ra ở đây là ít tấn. Ta sử dụng quy tắc tam suất thì chúng ta sẽ tính ra được ít. Từ đây chúng ta suy ra ít sẽ bằng này. Lấy đây nhân đây, lấy đây nhân đây. Thì em sẽ lấy 78 nhân 0,78 chia cho 123 thì ra được cái số tấn của nó. Hay chưa nào? Lấy 78 nhân 0,78 bằng chia cho 123. Như vậy thì đúng nè. Ê không phải em, thầy đặt nhầm. 0,78 tấn ở đây chứ. Ở đây là ít chứ. Cái khối lượng của nitrobenzen còn phải tính là ít chứ. Xin lỗi em nha. Chào sáng như thầy quay nhưng nó mệt lắm rồi sao. Như vậy từ đây người ta suy đánh mũi tên suy ra ở ngược bên này. Được chưa? Như vậy em lấy ít nhân ở đây, lấy đây nhân ở đây. Như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra ít này sẽ bằng là ít nhân đây lấy. Như vậy lấy 0,78 tấn nhân cho 123 chia cho 78. Đúng không nè? Thầy nhìn cho cứ nó ngược ngược này. Ít nè, ít là cái số tấn của nitrobenzen mà. Như vậy em lấy 0,78 nhân cho 23. Ấy. Chết rồi. Sao nhỉ? 123 bằng chia cho 78. Đây nha, bằng 1,23 tấn. Rồi. Vậy ta kết luận đây. Vậy cái khối lượng của C6H5NO2 là 123 tấn nitrobenzen. Đối với thầy thì thầy sẽ không cắt bỏ clip, mặc dù thầy đã sai một chút xíu, thầy ngay lập tức thầy sửa lại ngay. Con người thì ai cũng có cái sự sai sót nên em thông cảm nha. Được chưa nào? Chắc có lẽ là thầy đã quá mệt nha. Sáng thầy quay rất là nhiều. Nên là thôi, chắc clip này thầy sẽ tạm dừng. Thầy sẽ đánh dấu ở đây cái bài số 8. Thầy sẽ quay cho em ở trong clip sau. Được chưa? Chứ không quay nữa mà công sai lên sai xuống hay là mắt của thầy nó bị cận á. Nên là rất là mệt. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay bắt đầu từ bài số 8 cho em nha. Ở trong đây nó tới 13 bài thì thầy sẽ cố gắng quay nhanh hơn em. Nếu quay luyện tập nói chung về hóa thì còn khá là nhiều bài nữa. Trong trình học thì em nhớ đăng ký kênh, nhấn cái chuông, like, comment tích cực để ủng hộ thầy em nha. Cảm ơn em, chúc em học tốt, bye bye. Ok.